Ở trời đất ơi, hôm nay là ngày quan trọng gì mà bà vợ tôi cũng không nhớ ta. Để tôi nhắn tin cho bà coi. Em vào game đi, gấp lắm rồi. A few moments later. Ây da, bà vô tới nè. Ồ, cuối cùng cũng vô rồi, hồi nãy giờ mới vô thôi chịu rồi. Em vô rồi nè. Nhưng mà em biết hôm nay là ngày gì không? Ủa ngày gì vậy anh? Trời ơi, ngày hôm nay ngày rất quan trọng luôn mà em không biết hả? Còn ủa chỉ hả đó thôi chịu rồi. Hôm nay là ngày kỷ niệm chúng ta gọi là kết hôn trong game 200 ngày đó biết chưa? Đó có quà luôn nghe em. Nhận thứ đi nó trên nhấp cho qua ta nè, đây anh cũng nhận cho em coi ha. Thì quà 200 ngày thì sẽ là một cái hình như là cái một bộ đồ với một cái bản tên kẻ si tình thì phải. Bộ đồ đẹp nha. Để bao giờ thấy mấy em mặc cho thử luôn nha, để anh mặc coi sao nha. Mặc chung coi đẹp không dễ thương là để anh mặc trước nha. Đây rồi trái tim chứ ơ rồi ta. Ủa sao mà không có dài ta? Cái này không có dài à? Đây. Ủa dễ thương vậy. Dễ thương thiệt sự luôn á. Chịu rồi. Mà sao anh ở nhà em vậy? Thì anh ở nhà vô nhà em kiếm em nè. Đúng, đúng. Sao mà tới giờ mà em vẫn còn xài nhà hộp giấy vậy? Sao em mua nhà mới đi? Sao mua nhà mới đi, nhà hộp giấy cùi lắm. Tại em không có xịn hả? Trời ơi nói nghe tội nghiệp dữ người ta. Thôi mà đừng khóc. Rồi anh sẽ mai mốt anh sẽ vô kỳ tiền mua nhà mới cho em nha. Thiệt chứ. Thì hồi nãy là quà trong game thôi, anh còn món quà tặng cho em nữa, nhưng mà để nhận được món quà này em phải hoàn thành thử thách của anh á mới nhận được nha. Ok không? Chịu không? Chịu thì yêu anh nha. Đây thì theo anh ở qua nhà của anh nè. Đây rồi, em thấy cái con robot Zulocon đó không? Thấy không? Đó nó đó. Thì bây giờ chúng ta chơi trò chơi như thế này nha. Giờ anh với em sẽ lại chat với nó. Nếu mà nó chat với ai, nó trả lời của ai mà đàng hoàng mà ok á thì người đó sẽ giành chiến thắng, ok không? Mà nếu mà anh thắng thì em sẽ mắc quà nha, em không được quà nha, chịu không? Suy nghĩ kỹ đi, chịu chưa? Chịu không? Ok luôn ha, ghê vậy. Rồi. Bây giờ chúng ta chơi nha. Rồi lại đây nào, lại đây ngồi em, lại ngồi xuống. Bây giờ anh sẽ chơi trước nha. Rồi anh sẽ chat như thế này nha. Con ơi, ba bài rồi nè, đừng lặp lại những như vậy nữa, tao không quan trọng cái gì. Cái gì vậy trái? Rồi bây giờ tới được em á, em chết đi. Con ơi, mama về rồi nè, xin chào mama, mama về rồi à. Cái gì ghê á, sao chịu rồi. Hồi nãy nó chết với tôi vậy, giờ chết với em vậy, sao chịu rồi. Rồi thua luôn, rồi con này nó thiên vị rồi. Thắng rồi đó, nhưng mà anh không chịu đâu. Mà bây giờ mình phải chơi một trận đi, bây giờ anh, cái con này nó thiên vị, bây giờ mấy giờ chơi solo thì trò chơi đây. Nếu mà em thắng anh á, anh sẽ gửi quà cho em, chịu không? Chịu không? Solo chị trò chơi đi chứ, cái này nó gian đâu được đâu, chơi nha. Rồi vô. Chấp luôn hả? Rồi vậy ta, rồi để coi vô nha, vô để coi ai thắng rồi bà chấp nè. Để em ăn đầu tiên là cuộc đua sa mạc à, đã chịu rồi. Không biết có chơi được không ta, để tôi chơi thử nha. Ghê người ta. Đây nè, biết chơi không? Lâu rồi, nhìn biết lâu rồi không chơi là vô là đi khó khăn đúng không? Đây, ghê vậy, nhảy ghê vậy ta. Chịu rồi, ghê người ta, ghê dừng mặt tôi luôn. Là sao vậy ghê vậy? Xịn nha. Đó, đây đường đi đường đó là góp, đi đường là góp đó. Qua đi luôn nè. Đâu rồi? Ủa em đâu tiêu vậy? Ủa? Có cái gì vậy? Chịu rồi, góp rồi đúng không? Rồi giờ là thua rồi. Chịu rồi. Rồi để tôi đi trước, để anh đi trước nha. Tới nha. Tới rồi. Trời ơi, ghê vậy, giật mặt luôn hả? Nhưng mà không sao, mới bằng đầu thôi, không sao, còn lâu mà. Liêu nữa ha, chịu rồi. Ở thắng người ta mang hên mà liêu. Đấy, màn thứ hai là màn bánh xe gì nè. Thì lâu quá không chơi không biết sao đây ta. Đây rồi. Lâu quá không chơi hơi bị khó đi em ơi. Trời đất ơi. Trời ơi, rồi sao đây? Cứu để anh với. Ghê vậy. Nội ơi, tôi lâu quá không chơi, tôi lọt nữa rồi. Trời ơi, lâu quá không chơi quên luôn á. Có mấy ngày thôi mà quên cách chơi luôn rồi, sao chịu rồi. Lấy 12 người hả ta, không biết kịp không đây. Rồi anh đang bắt nhịp lại, không sao, còn giữ được. Ui. Còn được, đứng ra đây còn được nha. Đây rồi, thấy gùi qua luôn, rồi giờ tới hả? Chịu rồi, còn 5 người nữa không sao, vẫn còn kịp, ở đây chỉ có 3 người thôi mà. Rồi, anh tới nè. Vô luôn nè, đó, hạng 10 nha. Rồi vậy biết anh biết chơi game luôn không hả? Rồi vậy, chịu ơi, nói với chịu rồi chứ biết sao vậy. Đây thì cái mạng này chắc là lâu lắm không chơi game, chắc không biết chơi bằng này đúng không? Thể hiện cho xem nha. Đi đường này, đi giữa nè, đúng rồi. Đúng. Rồi vậy, có té không? Không té luôn hả? Rồi vậy. Lại qua đây. Ai ơi, rồi ta, rồi anh nắm bắt được cái đường đi, rồi. Vô đâu mà ta không tiêu ta, sao còn bên kia kìa. Gà vậy là không biết chơi về thua chắc rồi, này vậy hanh hon đi luôn nha, bye bye nha, đi trước à. Đây qua đường này nha. Rồi còn chưa qua được chỗ đó luôn, thôi chịu rồi, vậy là chắc thua rồi, chưa qua được luôn hả? Không sao mày cố lên, tí tới 8 người đó, không sao, bây giờ sẽ đi nói gì thôi chứ đi từ từ đợi nha. Được rồi, tôi sẽ đi từ từ đợi mà. Ấy da, quên chị quá, vừa nói chuyện vừa đi quên đấy, nó rớt xuống. Thôi đi từ từ vừa chắc ăn mà vừa đợi nó cũng được mà. Tới chưa em, tới đâu rồi tới chưa? Thôi để coi thử cái tới đâu nha. Trời ơi, vậy tới sát bên rồi hả? Với ta. Gì còn kẹp, vậy là 8 người còn lấy kẹp nha. Rồi mà nhưng mà anh đi trước nha. Bye bye. Này. Đây rồi. Rồi ta tới chỗ đó rồi hả ta? Giữ ta. Rồi thôi lên trước nha. Em đến đi. Này. Lên kẹp không vậy, Kẹp không? 4 người nữa, đất chỉ có 3 người thôi chồng kẹp mà. Vô. Rồi nha, hàng 6 luôn. Chơi gà li liêu. Đấy rồi, màn thứ tư nha. Màn này lấy 5 người chắc là hai chồng mà chắc vô được á. Đúng. Bình tĩnh cứ bình tĩnh nha. Bình tĩnh thôi, cái này gấp, chuyện này nhảy từ cũng qua nữa. Đây nè. Cố lên. Ủa rồi đâu tiêu vậy? Gấp cái gì rồi? Chẻo hay mới cái màn đầu tiên mình gớt rồi sao mình tới được trời. Làm sao người ta? Kìa các bạn gớt rồi kìa, mới có mấy người, 5 người luôn hả? 5 người đi trước rồi, kịp không ta? Đây đi qua luôn. Gớt một người, nhanh em ơi, nhanh mà gớt người rồi. Ok là 4 người với em, với anh đó, anh với em là 5 đó. Vô. Rồi giờ anh đợi nè. Ui trời ơi. Hình như là anh vô tình anh đá em hay sao rồi. Chịu rồi, thua luôn. Chịu rồi, thôi để anh thoát ra. Cái này lỗi tại anh. Chịu rồi. Thu em không chịu đâu hả? Thôi mà, được rồi. Mặc dù anh thắng nhưng mà anh quyết định sẽ tặng quà cho em luôn nha. Ok, chứ mà chịu không? Thôi đừng khóc nữa. Ok, rồi em coi quà thư đi. Rồi mặc vô cho anh coi luôn nha. Wow, dễ thương dữ người ta. Xinh vậy. Ôi cái này cái hộp với cái đầu tóc của em rồi em, hộp nè, hộp màu đỏ nè, đẹp nha. Mời đẹp. Dễ thương thiệt mà. Wow, quá đẹp luôn á. Và bây giờ anh còn một phần quà là muốn tặng cho em á, nhưng mà tại vì anh thấy em không có phương tiện để em đi á. Bây giờ anh tặng cho em chiếc xe đó, em đi chọn một chiếc xe đi, chiếc nào cũng được, anh sẽ tặng em bất kỳ chiếc nào luôn, ok không? Chịu không? Tặng nữa hả chứ sao, này tặng cho em di chuyển cho nó dễ á, được không? Này đáng yêu với người ta cái gì trời. Chứ sao trời. Rồi đi chọn đi. Gì vậy? Vậy anh đi theo em hả? Chịu qua cháp gì tùm lum vậy? Rồi các bạn thì mình theo bả qua đây, các bạn qua đâu tiêu rồi. Như vậy vô chung cửa hàng xe à? Gì ghê vậy? Ta theo nhanh lên. Ôi đi nhanh dữ người ta. Rồi chọn đi em, muốn chọn chiếc nào? Muốn chọn chiếc màu đen này không? Chiếc màu đen thì anh nghĩ chắc cũng không hợp đâu. Hơi đen á, đúng, anh thấy chiếc màu hồng bên này hợp với em hơn nè. Đó, thấy sao? Nhưng mà chiếc này chạy hơi chậm nha, chiếc này kiểu như chạy cũng hơi chậm á. Không mấy chiếc màu trắng cũng được, chiếc đây chiếc màu trắng chạy cũng khá ok nè, cũng sang trọng á, cũng nhanh. Chọn chiếc nào giờ ta ha? Thì chọn chiếc này lại đi. Lựa nữa hả? Hay là chiếc này xịn nè anh hả? Không mấy chiếc này cũng được, chiếc này cũng mua tràn cũng êm nè, chạy cũng nhanh. Tao suy nghĩ kỹ cho cũng hợp với màu đỏ đó. Trời ơi đổi nữa hả? Hỏi em đừng nói chiếc đó, chiếc này xấu lắm, chiếc này chạy chậm mà nó xấu nữa. Chịu rồi, đừng nói chiếc này. Còn chiếc bên này lại càng không, chiếc bên này 108 kim cương mà nó chạy yếu xìu rồi. Còn chưa nấu xong đi luôn hả? Chịu rồi. Là muốn chọn ô tô. Sao muốn chọn ô tô thế vậy? Suy nghĩ lâu với ta. Con gái chạy mô tô có hợp không? Không nhỉ hả? Anh nghĩ thì cũng hợp lắm đâu em. Còn mấy em lấy xe kế bên đi chỗ rẻ. Chịu rồi, có gì lựa đây, có gì suy nghĩ nói anh nha. A few moments later. Sao rồi, giờ chọn chiếc nào? Suy nghĩ xong chưa? Còn suy nghĩ nữa hả ta? Chị chọn hồi nãy giờ mà còn suy nghĩ nữa phải chịu rồi. Em có quyết định rồi hả? Rồi chọn chiếc nào? Đâu, chạy chiếc nào chạy ra đây? Như vậy? Đi đâu vậy? như vậy. Em ơi, cái chiếc này để trưng bày thôi em. Này tao không có bán nha. Em chọn chiếc này á thôi chị quay. Trời đất ơi, chiếc này 15.000 kim cương đó, tiện đâu mà mua. Ở đâu chị quay. Nhưng mà thôi, mấy chiếc này anh thấy con này cũng xấu lắm, anh mới tặng cho em một chiếc xe để em mở quà thư ở đây. Thôi có quà thư nha. Đây bị xịn luôn á. Tao em mở ra coi. Đó, thấy xịn chưa? Thấy sao dễ thương không? Quá cute luôn nè, quá hợp với bộ đồ luôn nè. Trời ơi, xe này dễ thương dữ người ta. Ngon ngon, xe này chạy cũng ok đó, cũng khá hợp với bộ đồ của em á. Thích không, phải không? Wow, đẹp quá luôn hả? Chứ sao chạy. Chứ sao chạy, xe tôi lựa mà chạy. Cảm ơn anh yêu nhiều á. Rồi, nói nghe xính xúi trời. Đây, chở anh đi vòng coi cho nó như thế nào. Chạy ra ngoài đi em, chạy ra ngoài đi. Ủa mà em đâu rồi? Ủa mà cái nhà em chỗ nào vậy? Nhà em đâu? Nhà em bên này hả? Ôi sao nhà em nhà hộp giấy vậy? Rồi vậy chắc để hôm sau về bữa sau anh vô đặt của em để anh cày tiền sao mua nhà mới cho em nha. Lên em, bây giờ anh ẩm em đi trả kèo đi game cho các bạn nè. Đi thôi, đi trả kèo đi game cho các bạn nè. Đi thôi. Các bạn video ngày hôm qua vẫn chưa được 1.000 like các bạn, thì giờ mình sẽ tặng cái phần thưởng bình thường ha. Ok, bây giờ mình sẽ chọn các bạn may mắn các bạn nha. Rồi bạn may mắn sẽ là ok, chúc mừng bạn Gian câu cá nha. Rồi dặn áo xanh đúng không? Chúc mừng em ha. Ok các bạn, thì mình tặng cho bạn Gian rồi các bạn nhé. Ok nha. Ok các bạn, gọi cái mini game chúng ta ngày hôm nay các bạn nghe kỹ các bạn nha, nghe kỹ nha. Sợ nghe lộn là mình không tặng đâu các bạn nha. Rồi nghe kỹ nha các bạn nha. Rồi các bạn, thì cái mini game video này của mình thì để tham gia thì các bạn biết đầu tiên là phải like video nè, đăng ký kênh nè, nhấn cái chuông các bạn nha. Nhớ nhấn cái chuông nhận thông báo sớm nhất ha. Rồi cái bước thứ hai là bạn comment là để lại tên của bạn cộng với ID giùm mình, nhớ là ID là lấy ở đây trong game mọi người lấy ở đây ha. Rồi cái bước thứ ba là bạn comment là nhận cái gói này giùm mình các bạn, hôm nay mình sẽ nhận cho bạn cái gói này nha. Ủa cái gói nó hết rồi mọi người. Không có cái gói có cái gói mà 49k, cái gói màu đỏ đó các bạn nào mà cái gói mà nhận 130 kim cương đó, bạn nào chưa nhận gói đó thì comment nhận gói đó giùm mình nha. Bạn nào nhận rồi thì có thể nhận áo thun xanh, áo thun vàng gì đó cũng được các bạn. Rồi ok các bạn, thì đó là chúng ta mini game chúng ta ngày hôm nay các bạn nhé. Dạ thì hẹn gặp lại các bạn yêu sau nha. Bye bye, bye yêu các bạn à. I love you.